Bạn đã hoàn thành khóa học tiếng Trung dành cho dân văn phòng cơ bản phần 1 tại Unica. Bạn đã có nền tảng nhất định nhưng cần nâng cao trình độ tiếng Trung phục vụ cho công việc của mình. Bạn muốn nâng cao trình độ tiếng Trung văn phòng nhưng không có nhiều thời gian đến lớp. Hãy đến với khóa học tiếng Trung dành cho dân văn phòng cơ bản phần 2 tại Unica. Với 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung, Thạc sĩ Nguyễn Danh Vân, Giám đốc Trung tâm Tiếng Trung Thăng Long sẽ giúp bạn nâng cao hơn trình độ tiếng Trung của mình. Dựa trên nền tảng kiến thức đã có và sự hướng dẫn của giảng viên, tạo tư duy tốt hơn cho học viên nâng cao kiến thức ngoại ngữ. Nắm bắt được vốn từ vựng phong phú, sử dụng ngữ nghĩa câu chặt chẽ hơn. Giúp bạn nhanh chóng nâng cao trình độ tiếng Trung văn phòng sang một tầm cao mới. Từ đó, bạn có thể tự tin hơn trên bước đường chinh phục sự nghiệp của mình. Hãy nâng cao trình độ tiếng Trung văn phòng của bạn ngay hôm nay tại unica.vn. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.